Xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay đồng hồ Vang Vọng xin giới thiệu đến các bác là hai chiếc đồng hồ để bàn nhập Đức. Thì ngay trước màn hình nhỏ của các bác đây chính là hai chiếc đồng hồ nhập Đức của chúng ta. Thì ngay phía bên tay trái màn hình nhỏ của các bác thì em có đánh số là chiếc này là chiếc số 1. Thì chiếc số 1 của chúng ta thì nó có kích thước là chiều cao là khoảng 30 cm các bác nhé, và chiều rộng là 25 cm. Và chiếc thứ bên phải màn hình của các bác em có đánh số là số 2, nó có chiều cao là 35 cm và chiều rộng là 24 cm. Đấy, để em công bố chiều rộng, chiều kích thước luôn để các bác có thể lựa chọn sưu tầm về, để có thể là sưu tầm về để chơi hoặc là trưng bày cho nó phù hợp với không gian nhà mình, ví dụ như là bàn làm việc này, hoặc là bàn uống nước, hoặc là tủ, để sao cho phù hợp nhất. Thì ngay trước màn nhỏ các bác đây thì hai chiếc đồng hồ để bàn của chúng ta có hình dáng của một chiếc lồng đèn, thì nó thể hiện cho cái biểu tượng của cái phương của phương Tây các bác nhé, rất là đẹp. Thì được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, còn biên độ màu còn rất là sáng và đẹp, nói chung là không một vết xước các bác nhìn này. Đấy, các chất liệu gỗ của chúng ta là rất là đẹp, cực kỳ là phối màu, giúp cái màu vàng nâu này nó phối, giúp chúng ta là phối với các đồ đạc trong nhà chúng ta, hoặc là để trên các cái bàn uống nước hoặc là bàn làm việc thì rất là mát mắt và rất là dễ nhìn nhá. Thì chiếc đầu tiên của chúng ta thì có kích thước thì hơi rộng hơn một chút, nhưng mà rất là đẹp, nói chung hai chiếc của chúng ta rất là đẹp. Thì bây giờ này em xin phép thì được quay gần lại để các bác có thể xem chi tiết từng bộ phận của chiếc đồng hồ của chúng ta nhé. Đây là chính là chiếc đầu tiên, em có đánh số là số 1. Đấy, thì chúng ta có một thiết kế là một tay cầm được làm bằng đồng nha các bác nhé, rất là dày và chắc chắn này, các bác nhìn này, được thiết kế này rất là uyển chuyển và đẹp, với hình chóp đây được vuốt cong như một cái mái ở trên đầu này. Gỗ của chúng ta còn rất là đẹp các bác nhé, vẫn còn sáng bóng này, hầu như là không một vết xước. Đấy, chúng ta có một mặt kính hình vuông này và bên trong mặt số là hình tròn. Thì bây giờ em xin phép mở bên trong. Đây, chúng ta còn nguyên này, đây, nguyên tay cầm cánh cửa zin các bác nhé. Đấy, từ cái bản lề này còn rất là đẹp. Đấy, thì chúng ta với chiếc đồng hồ để bàn này thì chúng ta có 3 ổ cót các bác nhé, 3 ổ cót của chúng ta đây còn rất là đẹp, hầu như là chưa nên cót nhiều các bác nhé, nhìn rất là đẹp, không có một vết xước nào. Với mặt chúng ta này, bao quát đây, hết mặt này là được làm bằng chất liệu đồng nguyên chất, còn rất là sáng các bác nhé. Đây, các bác nhìn rất là sáng. Với mặt số là mặt số Nam Mã viền trắng, thì với các họa tiết bên trong đấy, nó tạo ra một điểm nhấn này, gồm có bốn thiên thần bốn bên, thì nó tôn lên cái vẻ đẹp của mặt chiếc đồng hồ của chúng ta. Nó mang ý nghĩa là nó mang một ý nghĩa rất là huyền thoại, nó mang một ý nghĩa kể về các câu chuyện của người phương Tây. Đấy, thì các bác nhìn này, với mặt rất là đẹp, còn rất là đẹp luôn, rất là sáng, cái viên đồng của nó còn rất là sáng. Đấy, ngay hai chân đế này, hai đế chân này thì cũng được làm rất là tinh xảo và rất là đẹp, quý phái các bạn. Đây, em quay dưới tổng chi tiết đây. Rồi, xin phép là quay bên trong. Đây, chiếc thứ nhất này, chúng ta có một chiếc móc khóa ở đằng sau đây. Đấy, các bác nhìn này, các lớp gỗ của chúng ta còn rất là đẹp luôn, rất là sáng và đẹp các bác nhé. Cũng là tay mở bằng zin luôn. Đây, chúng ta có một bộ máy này, còn rất là đẹp, cực kỳ đẹp các bác nhé. Chúng ta còn nguyên hai ốc vít bắt ở hai chân đế này. Đấy, các bác nhìn này, máy của chúng ta chạy rất là khỏe các bác nhé. Đấy, bao cót này còn vàng ươm màu đồng, các thanh gông của chúng ta đây rất là dài, gần như là chạm đấy không bên này, và còn rất là sáng, còn vàng ươm màu đồng. Đấy, thẳng tắp này. Với chiếc đồng hồ này thì chúng ta chơi bảng quét lên tơn 15 phút điểm một lần. Thôi, bây giờ xin phép là quay chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai chúng ta thì được thiết kế là cao hơn so với chiếc thứ nhất một tí, và chúng ta cũng có một đường viền kính thì được bao bọc bởi một cái lớp dây nguyên zin các bác nhé, còn rất là đẹp. Mặt chúng ta cũng là mặt
mặt đồng, các bác nhìn này, được thiết kế các hoa văn chạm trổ chìm này, cực kỳ là tinh tế các bác nhé, các bác nhìn này. Đấy, rất là tinh tế này. Đối xứng bốn bên luôn. Chúng ta có một mặt là cũng là mặt số Nam Mã, nhưng mặt số chúng ta thì được uốn lên, nói chung là được thể hiện rất là rõ các bác nhé. Cái nền đồng này thì một nền đồng ánh vàng này nó tạo chúng ta là một cảm giác là nó làm nổi cái mặt số của chúng ta lên. Đây, cực kỳ nổi các bác ạ. Cái mặt số màu xám này. Và hai ổ cót cũng còn rất là đẹp các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Hầu như là rất là ít nên có. Đây các bác nhìn này. Không một vết xước nào. Và cái mặt viền của chúng ta với màu ánh vàng đồng thì còn rất là sáng. Cực kỳ sáng luôn. Các bác nhận là cực kỳ sáng các bác ạ. Đấy. Với thiết kế là hai cột trụ hai bên này, đấy hình như hai cột trụ hai bên này với hình mái vòm như mái vòm nhà này, nó tạo cho ta một cảm giác như một căn nhà thu nhỏ, rất là đẹp và cao quý các bác nhé. Màu gỗ chúng ta có rất là đẹp và sáng bóng. Chúng ta cũng có một chiếc tay cầm hình xoắn này màu vàng, rất là uyển chuyển. Đây, đây chính là bên trong, chúng ta vẫn còn nguyên này. Tay mở cửa này, hai bản lề còn zin này. Đây, máy bên trong của chúng ta đây cũng còn rất là vàng các bác nhé. Cực kỳ vàng và đẹp luôn. Rất óng ánh các bác nhìn này. Đấy, với chiếc này chúng ta có một chiếc chuông chén các bác nhé. Máy của chúng ta cũng chạy rất là khỏe. Từng con ốc này. Đấy, từng con ốc này còn rất là đẹp. Hầu như là không có hoặc là vết quả thu vít hay là cơ nê vặn này các bác nhé. Đấy. Phần phẳng ươm thì bây giờ em xin phép được test chuông hai chiếc đồng hồ của chúng ta. Em xin phép test chiếc thứ nhất với bảng Westminster 15 phút điểm một lần. Vừa rồi thì chiếc đồng hồ chúng ta điểm 11 tiếng thì hiển thị cho mức thời gian là 11 giờ các bác nhé. Đây các bác nhìn này. 11 tiếng hiển thị mức thời gian là 11 giờ. Đấy. Rồi em xin phép là test chuông của chiếc thứ hai. Chúng ta sẽ có một chiếc chuông chén các bác nhé. Đối với chiếc thứ hai này chúng ta sẽ có là điểm giờ là điểm và trong khoảng mức thời gian là 30 phút một lần và 1 tiếng điểm một lần các bác nhé. Rồi, thì vừa rồi chiếc thứ hai chúng ta cũng đã test chuông rồi. Thì như các bác nghe đấy, thì mỗi chiếc thì có một âm thanh riêng biệt khác nhau, nó tạo nên là cho chúng ta là một
một cảm giác cực kỳ là thỏa mãn các bác nhé. Đấy, cực kỳ là thỏa mãn. Đối với chiếc thứ nhất thì chơi bảng badminton 15 phút điểm một lần thì cho âm thanh cực kỳ là trầm và âm các bác nhé. Còn đối với chiếc thứ hai thì chúng ta có một chiếc chuông chén đánh kính con thì cũng rất là hay các bác nhé, cực kỳ hay luôn. Đấy, giờ các bác nhìn tổng quan một lần nữa hai chiếc đồng hồ của chúng ta rất là đẹp, nhỏ gọn và cực kỳ đẹp, nhưng rất là tinh xảo và rất là cao quý các bác nhé. Để trưng bày thì cực kỳ tuyệt vời. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ vang vọng. Để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo thì các bác nhớ ấn nút đăng ký. Còn em xin phép là để giá công khai thì ở ngay dưới phần video. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm đến đồng hồ vang vọng.